Giờ đang di chuyển đến cáp treo để lên đỉnh Phan Xi Păng. Hướng đi cáp treo nè. Xe ra ghi hướng đi cáp treo là nãy giờ mình đi ra dạo đúng không? Nếu mà nắng ở chỗ đây sang mây đẹp á, mà không có nắng. Ngân, vô chụp tấm kỷ niệm mà lạc mấy năm á. Chúc nợ ngang ba, mình chụp tấm kỷ niệm ba đứa. Cái này giống như nhện văn tơ hay sao? Ồ gì vậy? Mình coi kỹ nè. Tờ ở đây giống bến Thượng Hải không? À, sáng thêm một cái điếu xì gà nữa là y xì luôn. Như trong phim bến Thượng Hải Châu Nhân Phát á. Đây đây mới giống là chụp sợ đen nè. Quay cho bên kia là đẹp hơn á, quay bên kia nè. Đó rồi. Sao kẹt nhớ không? Mình nó cục cổ thôi nha. Còn đây vương đen, đứng trong đây vương đen. Chống nảnh, một tay ngàn ngơ tay dài đây đúng rồi. Hoa đeo đẹp đẹp quá. Rồi. Cầm tay đây, cầm nhánh đây này. Cầm tay tay phải như này á. Rồi, đây chút xíu. Rồi. Tay bước chân mình giúp anh nha. Em bên nè. Đào đây đẹp luôn. Nó đẹp luôn. Ồ, đẹp quá ha. Bắp cải đi. Rồi, ok. Đây, đây bông cải hay gì vậy? Bông cải. Cải trắng. Ăn được không? Ăn hay bất ai? À, được nè. Được nè, lá ăn được nè. Bông cải tím nè. Ủa, nó ra bông đẹp ha. Rồi. Rồi một tấm đẹp. Wow, những cành thông đen có dáng rất là đẹp. Giờ đi vô cáp treo nè.
Chắc là nhà mình có làm trong sạch này chứ. Là ngôi chùa lớn nhất Tây Bắc. Mắc thằng em không? Tại quần thể văn hóa Tân Minh. Ồ, này đẹp quá ha. Lên đi chụp hình rồi. Vô vô, chào. Không, đẹp quá. Mất cái cục sạc nữa là không có cái tên đồ sạc vô đâu. Phía trước mà hình, phía trước mời sạch chết ra. Mình làm với lần. Vậy là mình có cả hai. Quay mặt Nguyệt, ít người sao không thấy được. Lấy mấy cái xe lên đi ông hết rồi. Bác cãi đi. Đây, đây bông cải hay gì vậy? Bông cải. Cải trắng. Ăn được không? Ăn hay bất ai? À, được, được, được nè. Được nè, lá cũng được nè. Bông cải tím nè. Ủa, nó ra bông đẹp ha. Giờ đang di chuyển đến cáp treo để lên đỉnh Phan Xi Păng. Đây, hướng đi cáp treo này. Xe ra ghi hướng đi cáp treo là nãy giờ mình đi ra dạo đúng không? Nếu mà nắng ở chỗ đây sang mây đẹp á, mà không có nắng. Ngân, vô chụp tấm kỷ niệm lạc mấy năm á. Chúc nợ nghe ba, mình chụp tấm kỷ niệm ba đứa. Cái này giống như nhện văn tơ hay sao? Ồ gì vậy? Mình coi kỹ nè. Tờ ở đây giống bến Thượng Hải không? À, sắm thêm một cái điếu xì gà nữa là y xì luôn. Như trong phim bến Thượng Hải Châu Nhân Phát á. Đây đây mới giống là chụp sợ đen nè. Quay cho bên kia ra đi không? Quay bên kia nè. Đó rồi. Sao kẹn đéo không? Mà nó cục khổ nha. Ta mặc con đùi trong cục đùi. Chống nảnh. Một tay ngày ngơ tay dài đây đúng rồi. Hoa đeo đẹp đẹp quá. Ừ. Cầm tay đây, cầm nhánh đây này. Cầm tay tay phải như này á. Rồi, đây chút xíu. Rồi. Để bước chân mình giúp anh nha. Em bên nè. Rồi. Đúng cái cốc đeo không? Đúng cái cốc đeo đúng không? Đào đây đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ồ, đẹp quá ha. Bắp cải đi. Rồi, ok. Đây, đây bông cải hay gì vậy? Bông cải. Cải trắng. Ăn được không? Ăn hay bất ai? À, được, được, được nè. Được nè, lá cũng được nè. Bông cải tím nè. Ủa, nó ra bông đẹp ha. Rồi. Rồi, một tấm đẹp. Wow, những cành thông đen có dáng rất là đẹp.
giờ đi vô cáp treo nè. Sương mù quá, dày đặc không thấy gì hết. Hy vọng lên đây nắng mà khéo cuộc dày lại. Này là giống như mây mù. Đợt trước đi thì nó có mưa phùn nhẹ, áo đâu ướt hết à. Đợt này thì chỉ là sương, hay là nó không mây mù. Ngày trời đi kìa, tàu hỏa lên trên đỉnh nè, mình không có đi tàu nên mình mua ghe mình đi bộ. Bắt đầu leo thôi. Phải đi hết 160 bậc thì mới lên được tới đỉnh Phan Xi Păng. À, bây giờ mình bắt đầu leo đây. Nhưng mà chụp chỗ đây coi. Chỉ là nó còn một chỗ có dòng chữ Phan Xi Păng nữa. Chưa, chữ nữa. Chắc là bên đoạn khác rồi. Nó còn cả một dòng chữ nữa, Phan Xi Păng chữ to nữa. Chụp
mấy kia là mấy cái đèn tròn nát rồi đó. Tiếc quá, lên đến đây toàn là sương mù, không thấy gì hết. Phan Xi Păng có độ cao 3.143 mét. Xuống nhưng mà đã đỡ hơn đi lên đó nha. Đúng rồi, xuống đỡ hơn đi lên. Chỉ có chút nữa có những cái đoạn đi lên nó mệt. Chị. À Liên, nếu mà em đi tàu lửa xuống rồi Liên. Đây là ga tàu họ leo núi nè. Đây đi là đi xuống nè. Nhưng mà vô nó cũng to. Hả? Ừ. Lớn lên chứ. Cà phê. Du. Cà phê soli. À, con lên xiên chọc vô. Anh bảo lên chưa? Đây là khu uống cà phê. Dạy như vậy nhất gì đó mà biểu. Không anh quẹt bẻ ra cô dạy. Cho mấy. Mày đâu dạy đâu. Để bê cái mắt rồi. Mày đâu chạy đâu. Nghĩ không? Đường về ngã bộ vẫn còn xe lắm, sương mù dày đặc luôn. Nhưng mà đi xuống này nó đỡ mệt hơn là đi lên nha mọi người. Đã về đến Thanh Văn Đắc Lộ. Đã về đến Thanh Văn Đắc Lộ. Trời. Lối ra ga cáp treo. Này gác Đại Hồng Trung, Đại Tượng Phật A Di Đà, nước kính tầm, đường La Hán, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, miếu Sơn Thần và quần thể Kim Sơn Bảo Thắng Tự tọa lạc tại độ cao 3.100 mét là ngôi chùa lớn nhất Tây Bắc. Hiện nay tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Phan Xi Păng có viết sớ cầu bình an, quý khách có thể di chuyển.